Xin kính chào quý vị, như đã hẹn chúng ta đang gặp nhau trong không gian của Giao hưởng Thính phòng. Mở đầu chương trình, đây chính là một bản aria cô sao trích trong vở nhạc kịch Opera Cô Sao của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Và để giúp quý vị có thể tìm hiểu quá trình cũng như là dòng chảy của nền âm nhạc nghệ thuật opera tại Việt Nam thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng dành thời gian để trò chuyện và gặp gỡ với hai vị khách mời tham gia chương trình. Chúng tôi xin được giới thiệu tiến sĩ âm nhạc chuyên ngành thanh nhạc, giảng viên khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ly. Khánh Ly xin được chào MC Danh Tùng và xin được gửi lời chào yêu mến nhất tới tất cả các quý vị khán giả đang xem chương trình Giao hưởng Thính phòng. Chào đón vị khách mời tiếp theo, đó chính là nghệ sĩ opera Hà My. Xin chào MC Danh Tùng cùng toàn thể các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Giao hưởng Thính phòng. Cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và mở đầu chương trình, chúng ta đã vừa được thưởng thức một aria cô sao. Ngay lúc này đây, chúng tôi rất là muốn các vị khách mời, Khánh Ly đi, bạn có thể chia sẻ đôi chút về quá trình ra đời của tác phẩm Cô Sao được không? Opera của Việt Nam đã có một quá trình phát triển rất là lâu dài và rực rỡ ở một thời kỳ nào đó. Aria Cô Sao là nằm trong cái dấu mốc ra đời opera đầu tiên của Việt Nam. Và vở opera đã được công chiếu lần đầu tiên tại nhà hát lớn Hà Nội vào năm 1965 và đã được khán giả đón nhận rất nhiệt tình. Ngoài Cô Sao ra thì nhạc sĩ Đỗ Nhuận còn viết thêm hai tác phẩm opera khác, đó chính là Người Tạc Tượng và Nguyễn Trãi, Đông Quan. Và không chỉ Đỗ Nhuận, một số các nhạc sĩ Việt Nam khác cũng thử sức với thể loại được coi là một trong những thể loại đồ sộ nhất của âm nhạc cổ điển. Nhưng sau thập niên 80 thì chúng ta hầu như không có tác phẩm opera mới nào được dàn dựng, và phải rất lâu sau thì một số các nhạc sĩ Việt Nam mới lại quay trở lại với opera. Trong đó chúng ta có thể nhắc tới như tác phẩm Lá Đỏ. Và điều gì đã xảy ra khiến cho chúng ta có cả một khoảng thời gian dài bị đứt gãy như vậy ạ? Theo sự tìm hiểu, cảm nhận của Khánh Ly thì quá trình phát triển của nền opera Việt Nam đã không được liên tục, đã bị ngắt đoạn, bởi vì Ly nghĩ rằng là cái phong trào hát mới đã du nhập vào Việt Nam như là pop, các thể loại như là tuồng, chèo, cải lương đã làm cho cái nền âm nhạc Việt Nam trở nên phong phú hơn, và các nhạc sĩ họ đã có nhiều sự lựa chọn hơn để có thể thỏa sức sáng tác của mình. Bởi vậy cho nên là opera Việt Nam đã chững lại, cái chi phí để mà làm nên một vở opera nó rất là lớn. Bởi vậy cho nên một mình một nhạc sĩ họ không thể nào tự độc lập để làm điều đó được, phải có sự quan tâm của lãnh đạo nhà nước cũng như lãnh đạo các cơ quan ban ngành vào cuộc thì cái dòng chảy của opera nó mới liên tục được. Để giúp cho nền nghệ thuật opera có thể gọi là đại chúng hơn với quý vị khán giả, đây là một điều vô cùng quan trọng. Bởi vì đôi khi mà chúng ta cứ nghĩ là opera sẽ là phải thưởng thức ở một sân khấu lớn rất là trang trọng, hay là phải có một mong muốn nào đó thì chúng ta mới tìm đến rạp hát và thưởng thức opera, đúng không? Trước khi chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức những tác phẩm opera Việt Nam tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Oh,
Xin được cảm ơn Hà My với tiết mục vừa rồi. Quay ngược trở lại với cuộc thi Sao Mai năm 2022, thì khi mà Hà My, bạn lựa chọn Anh Đi Vì Sao Không Nói để thể hiện và lựa chọn ca khúc này cho phần dự thi của mình, thì có nhiều quý vị khán giả nghĩ rằng nó là một ca khúc mới. Bạn có thể chia sẻ với chúng tôi cũng như là quý vị khán giả cơ duyên vì sao mà bạn biết tới tác phẩm và chọn nó thể hiện? Em thì rất là hâm mộ giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Lê Dung, và em cũng có tìm rất là nhiều những cái bản thu, bản ghi âm của bà để nghe. Trong đó thì có những cái tác phẩm rất là nổi tiếng và kể cả là những trích đoạn cổ điển mà không quá là phổ thông đối với khán giả. Vô tình thì hôm đó em có tìm được một cái link trên YouTube của nghệ sĩ nhân dân Lê Dung, đó là bản aria Champa trích trong vở opera Sa Thét của tác giả Thanh Hà. Khi mà nghe đến cái tên thì em thấy nó khá là lạ và em rất là tò mò. Khi mà em bấm vào nút nghe thì lập tức là em bị cuốn hút ngay. Tác phẩm opera này kể về một cái cuộc chiến đấu của đồng bào dân tộc Khmer trên núi Bà Đen trong cái cuộc kháng chiến chống Mỹ. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được giới thiệu thêm một chút về nghệ sĩ trẻ Hà My. Nghệ sĩ trẻ Hà My theo đuổi opera và thanh nhạc cổ điển với nhiều thành tích như là thủ khoa tốt nghiệp thanh nhạc này của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vào năm 2022, giải vàng không cua âm nhạc quốc tế Kajushu Nhật Bản bảng chuyên nghiệp. Vậy thì Hà My có thể chia sẻ về sự khác biệt khi mà thể hiện các bản opera nước ngoài và opera Việt Nam được không? Cái sự khác biệt giữa opera của Việt Nam và opera của thế giới đó chính là ngôn ngữ. Opera của Việt Nam thì được viết bằng tiếng của mẹ đẻ. Bọn em có thể hiểu rất là sâu, rõ từng ngôn ngữ cũng như là cái sắc thái mà tác giả muốn gửi gắm. Opera được viết bằng ngôn ngữ của nước ngoài thì khó để cho bọn em cảm nhận được hết. Về phương diện là một người đào tạo về chuyên môn thanh nhạc thì Ly cũng có những sự chia sẻ ở góc độ về chuyên môn như sau. Opera nước ngoài và opera Việt Nam nó có sự khác biệt rõ rệt, đó là opera nước ngoài không hề có dấu. Còn opera Việt Nam là rất nhiều dấu. Dấu đặc thù ngôn ngữ. Đặc thù ngôn ngữ, đó là sự khác biệt nổi trội nhất. Còn ta đã học opera thì chúng ta bắt buộc phải biết, chúng ta dựa vào nguyên âm để hát. Khi mà dựa vào nguyên âm thì chắc chắn là âm thanh của các bạn sẽ tròn vành rõ chữ. Nhưng mà làm sao chúng ta vẫn có thể đảm bảo được các cái âm thanh của chúng ta thoát ra ngoài lồng lộng? Đó là có những cái cách, có những cái chiêu. Nhưng mà vẫn phải rõ lời đúng không? Kỹ thuật, ví dụ như là nguyên âm pha với phụ âm để mà cái dấu, ví dụ như là dấu những chẳng hạn. Những đó thì chúng ta mới hát nhúm, thì chúng ta mới hát rõ. Ví dụ như nhúm là chúng ta không rõ được lời. Đây cũng là một chia sẻ rất là hay khi mà chúng ta thưởng thức hay là lắng nghe những tác phẩm opera Việt Nam đúng không ạ? Trong kho tàng các tác phẩm opera Việt Nam chúng ta, vở nhạc kịch đầu tiên của Việt Nam Cô Sao do nhà soạn nhạc Đỗ Nhuận sáng tác. Ông bắt đầu thay nghén Cô Sao từ khoảng năm 1960 đến năm 1963, trong thời kỳ ông được cử đi tu nghiệp về sáng tác tại Nhạc viện Tchaikovsky, Liên Xô. Tác phẩm được công diễn lần đầu tại Nhà hát lớn Hà Nội năm 1965 với những nghệ sĩ của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam gồm Ngọc Dậu, Quý Dương, Trần Chất. Sau Cô Sao, chúng ta tiếp tục có thêm một số tác phẩm opera khác như Bông Sen, Hoàng Việt Lưu Hữu Phước, Bên Bờ Cờ Rông Ba, Nhật Lai, Người Tạc Tượng, Đỗ Nhuận. Mặc dù opera mới bắt đầu du nhập vào Việt Nam chỉ hơn nửa thế kỷ nhưng đã có những tác phẩm ấn tượng cũng như những thành tựu đáng ghi nhận. Theo thời gian, cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế và xã hội, thể loại âm nhạc này đang dần được nhiều tầng lớp khán giả đón nhận hơn trước. Chúng ta cũng có thêm nhiều nghệ sĩ opera tài năng và các nhà soạn nhạc đang tiếp tục cho ra đời những vở opera đậm tính thần dân tộc. Một trong những tác phẩm opera Việt mới nhất vừa được dàn dựng và ra mắt công chúng trong nước là Công Nữ Anio của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng. Đây là một dự án âm nhạc đồ sộ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao của hai nước. Opera Việt Nam đã có những đóng góp cho sự phát triển nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, sánh vai với khu vực và quốc tế. Sông thu bồn nở, làng xóm thân thương.
xuân mây hồng vắt qua lưng núi, hoa vàng mỹ khê ngát hương mùa lúa, nhớ đêm cánh cười tiếng thôi rộn ràng tiếng phang tạp đá xôn xa xóm làng. Trái tim ta như dầu sôi lửa cháy, ta tặng vào đây một niềm tin sắt đá này. Trên đất quê ta, khắp núi sông tổ quốc bao la. Ta tặng vào đây yêu quý nhất khúc ruột miền Trung ơi, người năm ta nhớ vách núi bài thơ sắt son lời thề ở núi Ngũ Hành ở quê mẹ ta. Khánh Ly là một người giảng dạy, là một người làm trong lĩnh vực đào tạo âm nhạc và cũng là một người nghiên cứu về opera. Bạn nghĩ sao về chặng đường tương lai của nền nghệ thuật opera tại Việt Nam? Ly thì có một cái suy nghĩ rất tích cực lắm. Ly rất tự hào về đất nước của mình, yêu đất nước của mình. Trong tương lai, Việt Nam sẽ có những nhạc sĩ họ có thể kế thừa và tiếp nối cái truyền thống của các nhạc sĩ đã đi trước. Nhạc sĩ Trần Minh Hùng cũng là một trong những nhạc sĩ đã thành công rất nhiều trong các romang, và anh là một nhạc sĩ đã viết rất nhiều thể loại âm nhạc. Nhưng mà gần đây anh đã nghiên cứu về thể loại opera, và Ly nghĩ rằng vở công nữ Anio sẽ là một cái sự tiếp nối và là một cái sự hy vọng. Đó là một ngọn lửa đang chuẩn bị đốt lên để cho cái phong trào sáng tác các vở opera của Việt Nam sẽ được đốt cháy tiếp. Chúng ta đều rất hy vọng rằng là mặc dù là opera mới chỉ du nhập vào Việt Nam trong một khoảng thời gian là chỉ hơn nửa thế kỷ thôi, và từ đó cho đến ngày hôm nay mới chỉ là gián đoạn chứ chưa từng bao giờ là dừng lại, đúng không ạ? Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời rất là nhiều, và hy vọng là quý vị khán giả cũng như là cá nhân Danh Tùng sẽ còn có nhiều cơ hội để gặp gỡ, gặp lại Hà My, gặp lại Khánh Ly với vai trò là những nghệ sĩ hát opera trong một không gian nhà hát nào đó. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, Khánh Ly cũng đã vừa nhắc tới một trong những tác phẩm opera Việt Nam mới nhất vừa được dàn dựng và ra mắt công chúng trong nước, đó chính là Công nữ Anio của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng. Đây là một dự án âm nhạc đồ sộ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao của hai nước. Tác phẩm kể về câu chuyện tình trắc trở và cảm động giữa công chúa Ngọc Hoa và Sotaro, một thương nhân người Nhật Bản. Để kết thúc chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một đoạn trích từ buổi công diễn chính thức của tác phẩm này. Xin mời quý vị sẽ thưởng thức ngay sau đây. Em thường hẹn gặp bạn thời thơ ấu của em lên phố. À,
bọn nếp mà chẳng đã cứu giúp đó. Chỉ có hôm nay là không thể gặp. Nếu vậy, có lẽ cha nàng sẽ không có lúc nào đi ngồi phải không? Vì vậy, ta mới được có gió. Này con nó, nằm không có chuyện thì sẽ mất sao? Em hiểu rằng đó là việc tình sớm khi ta là con gái của Chúa. Nếu đối tượng là người không quen biết mà do cha mẹ định sớm thì dù thế nào ở đây vẫn không chấp nhận được. Nếu ta nói rằng nguyện thay đàng xin là ta thì sao? Băng hồn tích ớt hai bên này ta được cha làm văn thần cho ta. Nếu người đó là Sotaro thì em không phải là không thiết không. Nhưng mà ta cũng không ngờ rằng đầu tiêu nhiên thì ai lại chính là con nó. Sau khi hay báo quét quan xâm lúc ta quay lại thì đã không thấy bom dân nhìn đã trẻ đau nó. Xin lỗi em đã bày cho nghịch ngợm, chính em đã gọi đám bạn lên thuyền chỉ toàn trẻ con, không ngờ lại bị quân ra khơi. Đặc ngạc nhiên khi nàng có thể giao được trên đó sẽ thật rắc rối. Nếu ai có biết được con nó qua một xứ lại gặp nạn như vậy, nếu vậy thì bí mật này ta sẽ giao trong lòng giúp nạn như về mặt nhé. Hãy chăm thầy con, tuy rằng có lẽ sẽ làm Chúa kinh ngạc. Cảm ơn.